quý khán giả, kem trộn không rõ nguồn gốc chất lượng có thể chứa chất gây kích ứng, hủy hoại làn da đang được kinh doanh tràn lan trên mạng xã hội, tiếp tục trở thành vấn đề nóng mà người tiêu dùng cần cảnh giác. Vấn đề này sẽ tiếp tục đề cập trong phần cuối của chương trình. Bây giờ, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính hôm nay. Nấu nước tắm bằng ấm siêu tốc, người phụ nữ bị điện giật tử vong. Chặn đứng lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Tràn ngập livestream quảng cáo bán kem làm trắng cắt tóc, tác hại khôn lường. Ấm siêu tốc có ưu điểm là nhanh, tiện lợi, chỉ cần cho nước vào ấm vài phút sau là đã có ngay bình nước nóng. Tuy nhiên, những vụ tai nạn xảy ra do sử dụng ấm siêu tốc đã khiến cho nhiều người lo sợ. Mới nhất là trường hợp một người phụ nữ ở Nghệ An khi bị điện giật tử vong do nấu nước tắm bằng ấm siêu tốc. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong tại nhà khi dùng ấm điện siêu tốc. Nạn nhân là chị NTC, trú khối Thái Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, dùng ấm điện siêu tốc nấu nước nóng cho con tắm. Trong quá trình cắm ấm bị rò rỉ điện, dẫn đến sự việc đáng tiếc. Quá trình cắm ấm, chị C đã bị điện giật ngã xuống đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong nhưng đã không qua khỏi. Theo các chuyên gia, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc bị điện giật khi sử dụng ấm siêu tốc, như là đổ nước vượt quá mức cho phép khiến nước sôi bị tràn ra ngoài, phần thiết bị điện bị ngập nước, ấm bị rỉ sét, dây điện không đảm bảo an toàn, hở điện do bị chuột cắn, vân vân. Cầm dây rút phích điện thay vì là cầm vào đầu phích cắm, chân tay bị ướt khi sử dụng điện, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Với những ấm đun này thì bên cạnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng, nó còn tiềm ẩn nguy cơ gây nhiều bệnh nguy hiểm. Ấm đun siêu tốc kém chất lượng không khác gì so với các bình thông thường, nhưng chúng sẽ nhanh chóng bị xuống cấp ngay sau vài tháng, thậm chí là vài lần sử dụng. Ví dụ điển hình là bình bị hỏng chế độ tự ngắt khiến nước cạn hết mà bình vẫn tiếp tục đun, gây ra nóng bình quá mức, từ đó phát nổ. Đặc biệt ở những loại bình inox giá rẻ tại Trung Quốc, lượng mangan gấp 34 lần ngưỡng an toàn, có thể gây ung thư phổi và ung thư da nếu dùng lâu dài. Còn người dùng nước đun bằng bình chứa mangan lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh, mất trí nhớ, thậm chí hôn mê sâu, điên loạn. Tại Việt Nam, ấm đun siêu tốc inox Trung Quốc kém phẩm chất vẫn được bày bán tràn lan, nguy cơ gây hậu quả khôn lường cho sức khỏe người sử dụng. Đây thực sự là vấn đề sống còn liên quan tới mạng sống của mỗi người và mỗi gia đình. Nếu không biết lựa chọn, người tiêu dùng rất dễ rước họa vào thân hoặc đem quả bom nổ chậm vào nhà. Chỉ những loại bình siêu tốc được làm từ nhựa nguyên sinh mới có khả năng chống nhiệt cao mà không gây ra độc hại. Những loại ấm được làm từ nhựa tái chế, không rõ nguồn gốc, không được kiểm định rõ ràng về chất lượng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng và tiềm ẩn nguy cơ gây nhiều bệnh nguy hiểm, điển hình như bệnh ung thư. Mặc dù đã được cảnh báo, thậm chí là phạt nặng những đối tượng buôn lậu, thực phẩm kém chất lượng, nhập nhèm nguồn gốc xuất xứ, nhưng những lô hàng từ bên kia biên giới vẫn cứ đều đặn xâm nhập vào nội địa, bất chấp dịch bệnh phức tạp và những khuyến cáo của các chuyên gia từ hệ lụy của thực phẩm bẩn. Sau những lô hàng 10 tấn thực phẩm đông lạnh ở Hà Nội thì mới đây, tại Hà Giang, công an địa phương cũng đã phát hiện và thu giữ lượng lớn hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố. Tiến hành kiểm tra xe ô tô, công an thành phố Hà Giang phát hiện có 8 bao tải, 64 thùng cắt tông, bên trong có chứa các mặt hàng thực phẩm như chân gà muối, bim bim, mì tôm, nước giải khát, quả ốc chó, táo đỏ. Lái xe là Hoàng Ngọc Túc khai nhận vận chuyển thuê số hàng này từ thành phố Lào Cai đến thành phố Hà Giang. Toàn bộ số hàng có nhãn mác bằng chữ nước ngoài. Lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn liên quan đến số hàng. Công an thành phố Hà Giang đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Tại Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình buôn lậu mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu được Cục Quản lý Thị trường thành phố kiểm tra phát hiện và xử lý tăng so với cùng kỳ năm 2020. Các vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc như thực phẩm, mỹ phẩm, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, máy lạnh, máy cắt cỏ đã qua sử dụng. Điển hình gần đây nhất là hàng trăm ký thịt heo không rõ nguồn gốc bị phát hiện ngay trong nội ô quận Ninh Kiều. Đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Cần Thơ
kiểm tra phát hiện 100 kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc tại điểm kinh doanh nằm trong hẻm 391 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, do ông Lâm Tài Lũ làm chủ. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Cơ quan chức năng đã xử phạt chủ cơ sở 16 triệu đồng và buộc tiêu hủy số thực phẩm này. Một trong những mặt hàng vi phạm được phát hiện nhiều là thuốc lá điếu nhập lậu. Thuốc lá chủ yếu được vận chuyển từ tỉnh An Giang qua quốc lộ 91 thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, rồi đưa đi các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường thành phố đã xử phạt vi phạm 53 vụ, tịch thu hơn 10.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là dùng xe máy, thuốc lá nhập lậu để lẫn lộn vào hàng hóa như rau củ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì bỏ chạy, bỏ hàng, kể cả phương tiện nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Nhiều năm nay, vấn nạn tả nhập lậu kém chất lượng đang hoành hành. Nhiều gian thương vì lợi nhuận khủng đã nhập khẩu hàng kém chất lượng và tung ra thị trường, kèm những lời quảng cáo như hàng nội địa cao cấp, dễ dàng đánh lừa những bà mẹ bỉm sữa nhẹ dạ cả tin. Tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái, đơn vị vừa phát hiện hàng trăm bịch tảo quần quá hạn sử dụng và vi phạm về nhãn hiệu hàng quá đang được bày bán công khai trên thị trường. Tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Đỗ Thị Thí Dân, địa chỉ tổ 4, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở có bày bán 114 bịch tả nhãn hiệu Rôn, Rubicon, Newquist quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng quá, bao bì, trị giá hàng quá vi phạm hơn 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại cửa hàng có 205 bịch tảo quần nhãn hiệu Morris do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Tại khu vực ấp 4, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Bộ đội Biên phòng Bình Phước phát hiện bắt giữ đối tượng Dương Văn Hùng về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, tang vật hơn 5.000 gói thuốc lá ngoại. Đối tượng khai nhận được một thanh niên không rõ nhân thân lai lịch thuê chở số thuốc lá này từ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp đến phường Phước Bình, thị xã Phước Long với giá 3 triệu đồng để qua mặt lực lượng chức năng. Hùng đã ngụy trang bằng việc chất thêm các bao tải đựng phân bò ở trên các thùng chứa thuốc lá. Qua trinh sát nắm địa bàn, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn 4.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được ngụy trang cất giấu trong xe chở đồ tại điểm tập kết lên xuống hàng thuộc Bình Lương, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, không ai thừa nhận là chủ số hàng quá. Trong đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra và bắt giữ hơn 1.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trong trường hợp vắng chủ. Tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện một người đàn ông gánh hai thùng hàng đi từ phía Campuchia về Việt Nam. Thấy tổ công tác, người này chạy về phía bên kia biên giới, bỏ lại số hàng mang theo. Qua kiểm tra, tổ phát hiện hai thùng hàng chứa cá sấu giống, số lượng 700 con, trọng lượng khoảng 70 kg, tổng trị giá gần 25 triệu đồng. Từ đầu năm ngoái đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và lâu dài, dẫn tới những biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn, mua sắm trực tuyến đã trở thành lựa chọn hữu ích cho người tiêu dùng. Vì vậy, thói quen tìm kiếm và đọc review, đánh giá trước khi mua hiện khá là phổ biến. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện tình trạng là đăng nhận xét giả để mà thuyết phục người tiêu dùng mua hàng. Người tiêu dùng nếu không tin mắt thì sẽ dễ dàng bị sập bẫy. Nhận xét giả thường là những nhận xét tích cực về sản phẩm dịch vụ mục tiêu hoặc tiêu cực về sản phẩm dịch vụ cạnh tranh. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc thật nhiều nhận xét trên các nền tảng khác nhau như sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, blog và tìm hiểu các doanh nghiệp cũng như sản phẩm tương tự trước khi đưa ra quyết định. Một số cách nhận biết nhận xét giả thường có nội dung không hợp lý như cho thấy sản phẩm dịch vụ có giá rẻ nhưng chất lượng tương đương sản phẩm dịch vụ cao cấp. Nhận xét quá tiêu cực nhưng không đưa ra lý do hoặc quá tích cực và hay kèm các dấu cảm thán nhận xét có nội dung gần giống nhau đã xuất hiện ở nhiều hội nhóm có liên quan trên mạng xã hội. Đồng thời nhận xét quá tích cực kèm theo nội dung cầu xin nhà sản xuất thêm, sản xuất lại sản phẩm dịch vụ. Sau thời gian tạm lắng thì gần đây các hình thức quảng cáo kem trộn làm trắng da lại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu mua sắm online tăng cao, một số người bán kem trộn cũng tung ra nhiều chiêu thức để kích cầu. Quảng cáo hết lời về hiệu quả nhanh chóng, nhưng hậu quả lâu dài thì chẳng người bán nào dám nói.
chị nha. Người dùng mạng xã hội dễ dàng bắt gặp một livestream bán kem trộn trên mạng xã hội. Hình thức thu hút khách hàng không mới khi người bán kem trộn với làn da trắng bóc ngồi nói liên hồi, vừa giới thiệu một chậu kem trộn trước mặt, thậm chí còn liên tục đổ hàng loạt lọ thủy tinh không nhãn mác, chẳng rõ nguồn gốc, giới thiệu là serum, chất làm trắng và chống nắng cao cấp, đảm bảo dùng một lần nhớ đời và cam kết chất lượng số 1 Việt Nam. Sau cùng là vừa đông vừa đếm từng hũ kem trộn màu vàng nhạt và rao bán với giá rẻ bất ngờ. Với rất nhiều hình thức bán hàng đa dạng, có những kênh mạng xã hội, fanpage và trang cá nhân thu hút rất đông người tiêu dùng theo dõi. Chắc chị em sẽ không khỏi thích thú bởi vì người quảng cáo đánh trúng vào tâm lý là làm đẹp nhanh chóng mà chi phí lại thấp. Hơn nữa, người mẫu kèm theo thì cũng có làn da trắng không tùy vết. Đẹp trước mắt nhưng mà hậu quả là không thể tưởng tượng. Đã có nhiều trường hợp sử dụng các loại kem trộn được quảng cáo trắng và sáng siêu tốc trên mạng xã hội đã ngậm quả đắng. Nặng thì làm hỏng làn da, nhẹ thì bong tróc và dị ứng. Điển hình như trường hợp của NTN, 20 tuổi, trú tại Hà Nội, đang là sinh viên của một trường đại học, luôn tự ti về khuôn mặt nhiều mụn. Nghe trên mạng quảng cáo kem trộn trị mụn hiệu quả, N đã quyết định mua một lọ về sử dụng. Sau khi bôi một tuần, da đỡ hẳn mụn. Tuy nhiên sau 6 tháng, mỗi lần dừng bôi, chị lại thấy da nổi mụn nhiều hơn, nên cứ bôi kem mãi. Đến khi lớp mụn sưng nề kèm theo mủ mới tới bác sĩ khám. Kết quả da bị tổn thương do lạm dụng kem trộn và có hiện tượng lệ thuộc vào corticoid. Nói về kem trộn đang bán tràn lan trên mạng xã hội, các chuyên gia cho biết kem trộn là loại kem tự chế với các thành phần chính là hydroquinone, acid và phổ biến nhất là corticoid. Riêng corticoid là chất ức chế miễn dịch của da, khiến da ngậm nước mạnh, da sẽ trắng mịn và căng mọng rất nhanh chỉ trong 24 giờ sau khi thoa. Đó cũng chính là lý do tại sao loại mỹ phẩm có chứa chất corticoid lại giúp làn da người dùng đẹp lên trông thấy chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng đây chính là tức thời, nhiều hậu quả tồi tệ cho da sẽ xảy đến sau đó như dễ gây kích ứng, khô rát, viêm da và tệ hơn là teo da. Điều trị và phục hồi rất khó khăn. Các chuyên gia da liễu cảnh báo kem trộn đang được rất nhiều bạn trẻ tin tưởng và coi như là thần dược. Trong quá trình thăm khám thì các bác sĩ cũng gặp khá nhiều trường hợp khi bị nám ở khắp mặt sau khi điều trị kem trộn có chất làm trắng là hydroquinone và corticoid. Trong đó thì có những trường hợp sau khi bôi kem trộn có corticoid được một thời gian ở trên mặt xuất hiện lông dài và rậm, teo da, giãn mạch, mỏng da và rạn da. Và thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin ngày hôm nay. Huỳnh Như xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.